Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người lại tiếp tục quay trở lại với kênh của mình. Ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục nhận định cho các bạn trận đấu ở vòng 1 của Ngoại hạng Anh. Trận đấu có thể nói là cũng khá là quan trọng trong đêm ngày hôm nay với lại các tín đồ của Manchester United. Trận đấu này thì sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ đêm ngày hôm nay giữa các cầu thủ Manchester United gặp các cầu thủ Brighton & Hove. Trước khi mình đi vào những nhận định chính của trận đấu đêm ngày hôm nay thì chúc mừng tất cả những anh em trong nhóm của mình. Ngày hôm qua các bạn đã có những cái mã kèo thật là rực rỡ, và trong đêm ngày hôm qua thì anh em chúng ta cũng đã có lời từ những cái mã kèo mình đưa cho mọi người. Anh em nào đang chưa có một cái nhóm bóng đẩy kèo 24 giờ trên 7 với một người thuyền trưởng đẩy kèo uy tín cũng như là 24 giờ trên 7 luôn luôn theo sát những trận bóng từ bóng cỏ cho đến bóng chính đẩy kèo cho anh em thì anh em có thể kết bạn qua Telegram hoặc Zalo với mình để ngay bên dưới phần mô tả. Ngay sau khi kết bạn cho mình thì anh em hãy nhắn tin cho mình về những cái vấn đề mà anh em đang gặp phải. Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ cũng như là cùng nhau có những cái cuộc nói chuyện làm sao chúng ta ok nhất. Và đặc biệt trong thời điểm hiện tại thì mình đang có rất nhiều nhóm bóng để anh em có thể luôn luôn có những cái kèo bóng thật là chuẩn xác cũng như là mang về cái lợi nhuận tối đa cho chúng ta. Quay trở lại với lại những diễn biến của trận đấu ngày hôm nay thì các bạn cũng biết rằng là ở cái khởi đầu của mùa giải năm nay thì Manchester đang rất là thăng hoa. Thế nhưng ở gần sát đến cái quay trở lại đây thì các cầu thủ Manchester United của huấn luyện viên Ten Hag đang cho thấy chững lại, và CR7 đang thật sự đang 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 có một cái vấn đề rất là lớn ở Manchester trong thời điểm hiện tại. Nhưng vấn đề ở đây thì nếu như Manchester United không có mà có CR7 thi đấu thì chúng ta vẫn còn những cái tên phải nói là rất là ấn tượng, ví dụ như là vị trí của Sancho hay là vị trí của Rashford, thậm chí là Anthony Martial cũng đang quay trở lại khá là ấn tượng. Ở trong trận đấu đêm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một chút về cái phong độ cũng như là cái lịch sử thi đấu gần đây của cả hai đội các bạn nha. Thì các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy ở trên màn hình cái phong độ thi đấu của cả hai đội trong những trận đấu gần đây đều là khá ổn định, khi mà trong 6 trận đấu gần đây cả các cầu thủ Manchester United cũng như là các cầu thủ Brighton & Hove chỉ để thua duy nhất một trận mà thôi. Manchester United thì trong chuỗi 6 trận đấu gần đây họ đang có 3 trận thắng, 2 trận hòa cũng như là một trận thua. Còn các cầu thủ Brighton & Hove thì đang có một cái phong độ tốt hơn nhiều khi mà họ có 4 chiến thắng, một trận hòa cũng như là chỉ duy nhất một trận thua mà thôi. Và khi được chơi ở trên sân nhà thì các cầu thủ Manchester United đã không thua trước các cầu thủ Brighton & Hove trong 6 cuộc chạm trán gần đây nhất rồi. Các bạn có thể nhìn thấy là trong 6 lần gần đây thì các cầu thủ Brighton & Hove đang có một chiến thắng ở ngay trên sân nhà của mình với cái tỷ số là 4-0 vào tháng 5 năm 2022 vừa qua. Còn các cầu thủ Manchester United thì đang có tới 5 chiến thắng, đều là những cái chiến thắng khá là nhiều bàn thắng, một trận thắng 2-0, 2-1, 3-0, 3-2 cũng như là một trận 3-0, và có tới 3 chiến thắng ở trên sân nhà của các cầu thủ Brighton & Hove các bạn nhá. Những trận đấu gần đây thì chúng ta có thể điểm lại như là các thủ Manchester United đã có một trận hòa trước các thủ Real Valenciano với tỷ số là 0-1, trước đó là một trận thua trước các thủ Atletico Madrid, một trận hòa trước các thủ Aston Villa. Trước đó thì họ có 3 chiến thắng phải nói là khá là cách biệt trước các cầu thủ Crystal Palace với tỷ số là 3-1, một chiến thắng trước các thủ Melbourne Victory với tỷ số là 4-1, và đặc biệt họ có một chiến thắng vào ngày 12 tháng 7 vừa qua trước các cầu thủ Liverpool với cái tỷ số là 4-0. Brighton & Hove thì cái chuỗi khởi động của họ trong những trận đấu gần đây thì cũng đang khá là ấn tượng khi mà họ chỉ để thua duy nhất các cầu thủ Brentford với tỷ số là 0-1 mà thôi. Ở trận đấu gần đây nhất vào ngày 30 tháng 7 vừa qua thì họ đã có một chiến thắng 5-1 trước các thủ Espanyol. Còn các thủ Brighton & Hove những trận đấu trước đó thì họ đều là những cái đội bóng mà họ được đánh giá không quá cao. Thế nên những chiến thắng dành cho Brighton & Hove là một chuyện quá bình thường các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng điểm tiếp luôn đến cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội ở trong trận bóng này để trước khi anh em chúng ta cùng nhau đi tới đó chính là phần phân tích về kèo. Về đội hình ra sân dự kiến của cả hai đội ở trong trận bóng đêm ngày hôm nay thì các bạn có thể nhìn thấy ở trên màn hình chúng ta vẫn có những cái tên như là Ronaldo, vẫn có những tên như là Rashford, Sancho, Fernandes hay là Martinez, nhưng đây chỉ là cái đội hình ra sân dự kiến của cả hai đội mà thôi.
Chưa chắc chắn đây sẽ là 100% đội hình. Khi mà ở trong thời điểm hiện tại, những cái tên ở trong đội hình của Manchester United như là McTominay, Ronaldo và Martial thì đang còn bỏ ngỏ khả năng ra sân của mình. Họ có một thiếu vắng, đó chính là chắc chắn là các Varane không thể ra sân được. Sự vắng mặt duy nhất của các cầu thủ Brighton & Hove trong trận bóng đêm ngay thì chắc chắn đó chính là vị trí của Jakub Modric, do là bị chấn thương nên là anh ta không thể góp mặt được. Và chúng ta sẽ cùng điểm qua từng vị trí của các cầu thủ Manchester United cũng như là Brighton & Hove trong trận đấu đêm hôm nay. Về phía Manchester United trong trận đấu này thì họ sẽ vẫn thi đấu theo cái sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Ten Hag, đó chính là 4-2-3-1, với mũi nhọn tấn công đó chính là Cristiano Ronaldo. Ba cầu thủ đá thấp hơn Ronaldo đó chính là Rashford và Fernandes cũng như là Sancho. Hai cầu thủ đánh chặn ở trong trận bóng đêm ngày hôm nay của các cầu thủ Manchester United có thể vẫn là Fred cũng như là Martinez. Chúng ta có thể nhìn nhận những cái tên ở hàng thủ, không còn đó những Wan-Bissaka, không còn đó những Luke Shaw, mà thay vào đó đó chính là hai vị trí của Dalot cũng như là Maranska. Còn Maguire cũng như là Lindelof sẽ là hai cầu thủ ở vị trí trung tâm, đó chính là trung vệ của các cầu thủ Manchester United. Còn De Gea thì chắc chắn rồi, không ai có thể thay thế được thủ thành số 1 của Manchester United ở trong thời điểm hiện tại được cả. Về phía các thủ Brighton & Hove trong trận bóng đêm ngày hôm nay, họ sẽ thi đấu với cái sơ đồ chiến thuật đó là 3-4-2-1, với mũi nhọn tấn công ở trên cao nhất của họ đó là Welbeck, Danny Welbeck, một trong những người cũ của các thủ Manchester United. Ở dưới thấp hơn thì hai vị trí đó là Trossard cũng như là Alistair, tiền vệ trong trận bóng này của các cầu thủ Brighton & Hove thì sẽ bao gồm vị trí của Gross, Manbu, Ramsey cũng như là vị trí của Mars. Ba trung vệ trong trận đấu này thì đó là Westman, Dunn cũng như là vị trí của Webster. Bắt chính trong khung thành của các cầu thủ Brighton & Hove trong trận bóng đêm ngày hôm nay thì sẽ là Sanchez. Nếu như so sánh về cái đội hình này thì chúng ta có thể nhận thấy rõ một sự khác biệt rõ rệt, đó chính là hàng tiền vệ của các cầu thủ Manchester United đang nhỉnh hơn rất nhiều so với lại hàng tiền vệ của các cầu thủ Brighton & Hove. Chưa kể đến đó chính là những cầu thủ già dặn kinh nghiệm như là Maguire hay Lindelof ở hàng thủ cũng như là Ronaldo ở trên hàng công, thì trong trận bóng ngày hôm nay hứa hẹn sẽ là một trận đấu mở màn đầy phải nói là bùng nổ của các cầu thủ Manchester United ngay trên chính sân nhà Old Trafford của mình. Và chúng ta sẽ cùng chuyển đến xem là trong thời điểm hiện tại cái tỷ lệ kèo của nhà cái đang đưa ra một mức tỷ lệ kèo như thế nào, anh em có thể đi như thế nào các bạn nhé. Ở trong thời điểm hiện tại thì trong trận tỷ lệ kèo thì có tới 4 kèo để anh em có thể lựa chọn. Thì cái kèo chính thì sẽ là các cầu thủ Manchester United chấp 0,75. Tài xỉu trong trận bóng này thì đó là tài xỉu 2.5. Ở trong hiệp 1 thì các cầu thủ Manchester United chấp 0,25 và tài xỉu hiệp 1 là 1 hòa. Thì chúng ta sẽ cùng phân tích một chút sâu hơn đó là những cái kèo tỷ số cũng như là những cái kèo góc thẻ trong trận bóng đêm này. Thì tỷ số ở trong trận bóng đêm ngày nay thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy những cái tỷ số ví dụ như là 1-0 cho các thủ Manchester United chúng ta chỉ ăn có 5,9 lần mà thôi. Tỷ số hòa 1-1 ăn 6,9 lần. Đấy, có một cái tỷ số nữa đó là 2-0 ăn 6,9 lần. Còn lại tất cả các cái tỷ số khác đều ăn từ 7 lần trở lên. Với một trong những cái trận bóng như thế này thì mình đánh giá là khả năng sẽ có một cái kèo tài bùng nổ. Thế nên anh em có thể hoàn toàn tin tưởng vào cho mình những cái mã kèo liên quan đến kèo tài. Ở trong trận bóng này thì trong thời điểm hiện tại kèo tài chỉ là 2.5 mà thôi. Kèo tài chỉ là 2.5 thì anh em có thể vào cho mình những cái tỷ số như là 2-1 cho các cầu thủ Manchester United, cũng như 2-1 cho các cầu thủ Manchester United ăn 7,4 lần. Cũng không thể nào mà có ngoại trừ được những cái trận đấu có thể điên rồ hơn với cái tỷ số là hòa 2 đều, hay là thậm chí có những chiến thắng 3-0 hay 3-1 cho các cầu thủ Manchester United các bạn nhé. Thì ở trong trận bóng đêm ngày hôm nay thì mình đang có một cái dự đoán phải nói là khá là táo bạo, đó chính là các cầu thủ Manchester United sẽ có một chiến thắng 3-1 trước các thủ Brighton & Hove. Thì anh em có thể đi cho mình cái mã kèo này, đó chính là đặt các thủ Manchester United chiến thắng 3-1 trước Brighton & Hove với cái tỷ lệ là đặt 1 ăn 12 lần. Góc thẻ ở trong trận bóng này thì tài góc trong hiệp 1 đó chính là tài góc 5 hòa và tài góc của trận là 10.5. Thì trong thời điểm hiện tại thì mình sẽ không đánh giá về kèo tài góc hay kèo thẻ ở trong trận bóng này, tại vì sao? Khi mà những cầu thủ như là Wan-Bissaka hay là Luke Shaw không tham gia ở trong cái đội hình chính
thì chúng ta cũng chưa biết rằng là Manchester United sẽ thi đấu theo lối đá Titicaca, bật tường trung lộ hay là một trong những cái lối đá trồng cánh. Tại vì là ở trong thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận thấy những cái tên mới của các cầu thủ. Manchester United thì họ cũng đang chưa thể hiện được quá nhiều cái khả năng của họ về khả năng chạy cánh. Mình thấy là duy nhất trong thời điểm hiện tại thì hai cầu thủ chạy cánh mới của họ đó chính là Malaysia cũng như là vị trí của Dalot, là cái khả năng đánh chặn cũng như là khả năng phòng ngự, tham gia phòng ngự của họ có vẻ cực kỳ là tốt. Thế nên là trong trận bóng đêm ngày hôm nay thì trong thời điểm hiện tại thì mình sẽ không nhận định về cái kèo thẻ cũng như là kèo góc, mà chỉ cho anh em đi đó chính là cái kèo tỷ số thôi. Tỷ số thì chúng ta chốt lại đó chính là kèo tỷ số 3-1 dành cho các thủ Manchester United ở trong trận bóng đêm ngày hôm nay. Còn dựa vào cái kèo tỷ số đấy thì các bạn biết là mình lựa chọn kèo gì ở trong trận bóng này rồi. Anh em sẽ có thể hoàn toàn tin tưởng và đi cho mình hai mã kèo. Thứ nhất là làm bóng Manchester United trong cả trận chấp 0,75, cũng như là làm bóng nằm kèo tài cả trận 2.5 ở trong trận bóng đêm ngày hôm nay. Thì ở trên đây cũng là những cái nhận định và những cái dự đoán của mình về kết quả của trận đấu giữa các cầu thủ Manchester United cũng như là các thủ Brighton & Hove. Anh em hãy cùng mình theo dõi kết quả của trận đấu này. Nếu như những nhận định của mình là chính xác, hãy để lại cho mình một like, một share và một đăng ký kênh. Các bạn đừng quên ấn chuông để có thể nhận những thông báo mới nhất từ kênh của mình các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video tiếp theo.